Anh ơi, từ đầu năm 2024 sẽ có thêm quy định bổ sung nhập cảnh hải quan Hàn Quốc phải không anh? Đúng rồi em ạ. Từ 2024 thì để mà nhập cảnh Hàn Quốc ấy, các bạn sẽ cần bổ sung thêm một cái mã QR khai báo về tình hình sức khỏe trước khi lên máy bay. Anh ơi, cụ thể là như thế nào thì có gì cần lưu ý không ạ? Cụ thể thì sẽ là có 4 bước. Bước đầu tiên ấy, là các bạn cần phải truy cập vào cái trang khai báo tình hình sức khỏe của Hàn Quốc do Hải quan Hàn Quốc làm. Và cái trang đấy thì có thể truy cập qua mã QR và hoặc là cái đường link của web mình sẽ để dưới phần bình luận của video này. Sau khi mà truy cập vào thì các bạn sẽ khai báo các cái tình trạng về sức khỏe của các bạn hiện tại. Các bạn lưu ý nhé, 24 giờ trước bay thì các bạn sẽ làm cái việc này. Và sau khi mà các bạn điền thông tin đầy đủ xong ấy thì các bạn sẽ được nhận lại một cái mã QR. Đấy, sẽ được nhận lại một cái mã QR và các bạn tải cái mã QR theo dạng ảnh lưu vào máy. Đến khi mà các bạn sang đến Hàn Quốc ấy, thì khi các bạn hạ cánh, các bạn vào làm thủ tục hải quan ấy, thì ngoài các cái giấy tờ thông thường phải nộp cho hải quan thì các bạn sẽ trình thêm cái ảnh của cái mã QR này nữa. Thì bộ phận hải quan của Hàn Quốc họ sẽ quét mã QR và ngay lập tức họ sẽ nhận được các cái thông tin mà bạn đã điền, đã khai trước khi lên máy bay. Và từ đó là các họ hoàn toàn có thể thông qua duyệt cho các bạn. Và sau khi mà các bạn vào Hàn Quốc khoảng 3 ngày ấy, thì cái phần này là phần tùy chọn nhé. Các bạn có thể sẽ đến các trung tâm y tế công cộng của Hàn Quốc để có thể xét nghiệm lại cái tình trạng sức khỏe của mình. Và cái điều này là hoàn toàn bắt buộc nhé. Ở vậy công ty mình có video hướng dẫn cụ thể cho khách hàng không ạ? Về cái video hướng dẫn ấy, thì ngày mai, giờ này ngày mai công ty sẽ update video lên trên trang của công ty và mời các bạn theo dõi. À, các video tiếp theo sẽ được công ty update về các thủ tục hải quan cũng như các thông tin về các hãng bay, các loại thông tin về hàng không, thì mời các bạn theo dõi ở video tiếp theo nhé.